Ông quỳ chỗ. Ông chúng ta cảm to cái tầm đại ca nên tự vị thi sạm nạc ca. Hay không ca xuân đến đầu dịch vụ xã xây đồng đi. Anh vật tám bắt bình nhận này vị thiên cao sự mùi xuân này vị thiên tây khăn ông ở vô tổ có. Ông chúng ta là tầm bố bắt đầu vị thi ca chung tới đồng đại ca bình nhá. Xuân đến đầu xã xây rùm dồn môn viện kỳ đại tây tiết này rừng cái đầy. Xã bình nhá rùm nâng thạm vì nó mốc đồng đại đồng 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 đồng. សូមអរគុណលោកប្រធានសូមគោរពលោកប្រធានលោករុកសីចក្រមសូមគោរពអង្គសំណាកាទាំងមូលសូមជម្រាបសួរលោកសាក់សីខ្ញុំឈ្មោះសុងឆវ័នជាតំណាងសហប្រជាជាតិហើយនៅរុស្ស៊ីនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនដើម្បីសាក់សួរទៅលោកសាក់សីខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមសំណួរតកតងទៅនឹងថ្ងៃ17មេសា 1965តើលោក នៅថ្ងៃទី17មេសា1965នោះលោករស់នៅទីណាហើយធ្វើអ្វីដែរនៅពេលនោះ hoàn toàn lời xạ xí nhóm thơ mẹ con tôi về nụ cho khung khung sầm bơ sọc bà non nơi bê đài lộ rút nơi không chân nào con bà muốn nói chất sập ram nữa. Lục trăm bán thiết tha thật nước nông đầm bon rồi có phung phiện nào đấy. Nông đầm bon bay. Bay nụ. Thì hào đầm bon bay. Thật nông phung phiện nào đấy, lục nông chạm bàn tế. Bà toàn khói dạ thấy. Thật nông phung phiện dược. Phung phiện dược. ចាគុណមុននេះលោកប្រាប់ថាក្រោយ 17 មេសា 1975 នោះលោកត្រូវបានគេចាត់តាំងឲ្យធ្វើមេកងតូចខ្ញុំចង់សួរលោកបញ្ជាក់ថាលោកនៅចាំបានទេថាមេកងតូចនោះស្ថិតនៅក្នុងកងឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងវរៈឬក៏កងពលណាដែរសូមលោកជួយបញ្ជាក់កន្លែងនេះផង. Mê con tôi lên mùi nâu phung cơ bờ trường khung nùm bồn đài kê tên tăng ơi thơ mê con tôi gần cái đầu cái đạp kê thơ cá nghe cho lúc nó chạm bán thế tha và thiên rồi bỏ lúc chú mua ở vầy đáy hay còn miên thần nạ ở vầy đáy chú mua ta hồng mẹ con thồng nâu phùm cơ bơ chơm nâng đài
ta hông đại chia mê con thông nướng lục nư chăm bán thịt hà quật mê con thông lệch bảo mán. Còn thông lệ mùi lục xạ xấy nhung chong ở su bình trẻ luôn thích đòi xa miền trầm lao đà lục ban trầm lao chủ môn chủ môi nương nẹt sườn cây đất miền ở bành hà mình sờ sọp khía nơi pe đại lục chlau cho mối năng nẹt sự một kết tam chấm nói được bao lục nơi ai cả xa ebay sla ha sập mối chật sập bầm bấy nơi yên chưa bị sạc máy cứ sôn sôn đập bầm bún chật sập bầm bún đập bầm mối yên chưa bị sang lễ cứ sôn sôn mập hay bầm pí sai sập mối chật sập bầm pí về đại nhạc sử dụng kê rồi bỏ cái lại xã trẻ cầm sử dụng kê cho thật xua lục đó phùm bỏ lục bên nội lục bàn cháu lòi khá lục nơi khăn ông con và đẹp lệnh mùi con thông lệnh buôn đại miên rực thiên con chung một tá hồng nhưng chẳng ở vì môn này lục cháu lòi khá lục bàn nơi khăn ông con và đẹp lệnh mùi con thông lệnh buôn nữa hay là nó vì miên hiệp khóc nên là mấy hay xông lục lực lang vinh mất thà bên nữa lục nơi khăn ông con lệnh phòng mán hai con và đã lấy bảo man và lục thân chằm. Còn thông lấy buồn rẹ mùi chào cuốn cho lục nơi chăm bán thế tha nơi không con và rẻ lịch mùi đài kê chặt tăng ở lục thừa cá nữa chỉ con rồi bò thân nạ đồng bón rồi còn thân nạ phun phịa rồi còn thân nạ sọc đáy bên nữa toàn bà tôi trả lời xong chơi trả lời thân nạ sọc miền đồng bọn tê môn ní lục tha mê con phô lịch buôn chmô tà hồng cho lục nó chăm bán thế tha mê và rẻ lịch mùi nó chmô vậy đấy chmô ta croy cha sao mà cún lục xạ xây ở lần nick nhóm châu đo bật thiên ở bot mấy mũi tiệt đài giấy bẹp pon từ nâng rương hạt địa bàn cả là nước nông đầm bon ở bot lục bẹp pon ở chân trên Việt Nam nhóm chọn ao lục gặp từ ông sầm nà ca tha miền ở vây ban cả làng chấm pua chun chiet Việt Nam nước nông con và rẻ lệnh mui là bọt lục rồi còn nước nông con xanh tiệt không đầm bòn đại lục bàn đằng bán tròn chấm mà bờ miền chuồn chiet Việt Nam kê vay chào tu là trăng nhưng bạn chạm bàn của nó kê bị chun tôi vay cháu nó tu là trọng chết nôm còi chào cún khi ông nâng su lầm ắt lơ ba nhà hàng này tiệt bên tai trong su lộ bên chẹ bên tịch ta protein và rẻ rồi bọc lộ đại chung mua tạc cột nướng quận miền đại thọ bàn này nôm rư cò xu nôm ông pi ca cầm nọ đã tạ sinh nhán chun chiet Việt Nam nơi khôn ông và rẻ rồi bỏ lô rồi có đăng ông pi ca cầm nọ đã tạ sinh nhán rồi bỏ chun chiet Việt Nam nơi khôn ông và rẻ xây tiệt đại lục bán đăng thế miền và rẻ xây
rẽ cái nhóm ọt miền nào vai cháu lệ rẽ xe rẽ pi vai Việt Nam cháu nấu tu trọng mình chết tới lục xạ xấy nhưng mà trong nghiệp xua lục ta bật thiên và rẽ lịch mùi để chúng ta cột nâng á cột miền thua ban xua nôm rưu cổ đánh đào rương thả ta nước nông con rồi bỏ lục nông con phôi rồi bỏ lục ta mới lục đấng nước miền chung chuyện Việt Nam mà thế cột miền đai xua lục chân thế ớt thế mình đai xua thế bảo vệ rẽ pi mà thì xua ta cột mình đai xua thế ruột con nhóm ăn miền dù nào chúc con na đài lúc tha con rồi bỏ lúc ăn miền dù nào trong miền con nạp sen đấy về lẽ pì tại dùn nâu tràn về rẽ nhóm ăn miền nâu để miền thì chèn chào cún lục xạ xấy nơi trong ai cả xa đã đai là lục ban chlau chủ mùi nâng kẹ sừng kẹt nơi bây giờ kia cho thật xua lục đo khung là bỏ lục á cứ nơi trong ai cả xa ở bây lơ ha sập mũi chết sập nằm bấy nơi yêu anh đọt đái tại khi ban an ca bì môn đi bình tích lục ban chlòi prap nhạc sơm kê đại tư xâm phía lục nâng lục ban chlòi thả nơi chân nam mọc quan prap buôn rồi chết sập nằm bụi bụi khmai cỏ hôm ban xua rộc chun chết dùn cỏ đại chia bỏ thiên và rẽ lịch mũi ban xua nhóm thả ta nông con rồi bỏ mật miền phụ yun đà rử tê bà miến sông rì cà đàm bay ở kê bánh chun từ thân nạ lớ đàm bay chặt cả nhóm trong xu bình chạy lục xạ xấy ta bê nụa nơi bê đài cực nhì giấy tha miền mà xua lục tham nước nông con rồi bỏ lục miền chun chiệt yun đà rử tê nâng lục chám đấy thập bê nâng quạt xua lục nơi cả lãnh ná hay xua nơi bê nà đáy xu nông nông rẽ nông ấy cả lại bọc cảnh sầu ta mình miền dùn thế nhóm chạy lại còn nhóm miền tới chân nơi pe đã cọt xua lục nước nông con và rẽ nước ta miên nhẹ nạp xây nơi cả lại nương đài thế hay pe nước cọt xua lục nước nông ông phải chung rồi cọt đa tới chuột cả lại na rồi cọt xua không sự than là phiền na đá xong lục chui bị chẹp không xua nhom là mình nhẹ đa mà xua nhom là mình nhẹ nhóm rẽ cả prap thành chẳng ai ta còn nhóm mình miền yun thế miền tây chân chào cún chưa nơi pe đai bật thiên và rẽ chmu cột nỉ giấy tha bảo miền chun chiet Việt Nam sông rẽ cả đầm bay bình chun tới thân nạ lơ ta bê nụ cực miền bàn prap lông thế tha ta nả nà chết nạ lỡ thả nạ lỡ miền là bà thiên và rẽ nâng ấy thả nạ lỡ kìa
Trong môn này, các anh dây tha, cực nâng chia và thiên về rẻ. Nâng thiên về rẻ nữa. Tôi thân nạ lỡ, miền tần đông quý nhỉ. Nạ lỡ kia nữa. Chùm tôi, ta chăm đó. Xong lúc mình chia ở bàn, cho ba chương đi, bằng tách bàn thế tha. Thân nạ lỡ nữa. Bình chun từ ná hơi nhẹ ná chung ấy. Thân nạ lơ miên là tài trăm nữa, cho vai sọc nữa, cho nạ sọc kì nữa. Chà cún nơi nông bịa bệnh rồi bỏ ta cột nông tận đài nông cột như vậy tha bánh chun từ thạn lơ đảm bấy chặt cả ta bịa tha chặt cả nông miền đây tha chẳng bệnh đấy chặt cả thứ sân lấp miền là sân lấp nữa chặt cá nó bị chặt cá nó chào sớm cún cho nơi pe đài ta cột mà như vậy cho mối lộn nơi không con và đẹp xuôi non rương ở miền duôn nơi không con là bỏ lộn nữa ta pe nước quạt miền xuôi lộc tha thường mấy đám bây cầm nọt là tạo sở nhà rồi có prap lúc thở cầm nọt tạo sở nhà đặt tế môn nâng lúc cháu lâu dùm lúc bác quát thả miền ở dùn nước nông con là bác lũng miền ta ta cực có miền xu ấy bác đó lúc xu ta ọt dùn thế mình miền thế dùn miền ta chết còn nhóm miền thì chen và nâng cất đã tôi bắt đó đại sư dương tráng chào cún môn ni lộc này dây tha nơi nông con và đẻ bao lộc ăn miên duôn tề phần tai nơi nông con và đẻ lịch pi miền lộc đắng thế tha samà trực con và đại lịch pi nước mau pi phun rồi có khum nà đá ba toàn ta thấy cây mùi lịch pi nó chợp khné nó bật to khné nó mà phun nó men lịch mùi lịch pi lúc nó chăm cho một khung khung đấy khung cà bơ cái càng chơn nó miên pi rẻ lệ mũi lệ pi chúng mình và đẹp xe anh thiệt đấy lúc thì họ lệch bay lệch buôn anh chẳng bông nông miền pi về đẹp tiền về đẹp lệch mùi lệch pi chẳng này họ trầm đăng ấy phần nằm đăng bọc kê đi nhóm đăng đi nhóm đáp bàn rồi đấy nhóm chào cún cày pi ta cột đại chia bờ thiên con và đại lịch muối ban xua nòm lục là nước nông con ba lục nước miền trung chít Việt Nam bọn nó
cõi bình năng mát ta luộc miền thọ ban khơi miền cá chập khluôn chôn chiết Việt Nam nơi khôn cong là bỏ luộc rồi còn nơi khôn cong và đẹp xinh tiệt đại tế nơi khôn nằm bón rẻ pí miền yun cái chậm chậm bình chun được thân nặng lơm nằm thân nặng lơ cái nào sập tàu bạt đó miền ca chập luôn ở nước nông con và rẻ pí ta lô đằng tết tha ca chập luôn nước miền bảo nè miền pin nè chập luôn thì vô tàu bắt tàu nâng tàu nà lục xạ xấy nơi nông chầm lao ở bao lô chỉ mùi nâng nhẹ sầm kẹt đại lục bán chlaoi ca đại kỳ tư dùm phía lục tự đo phùm bỏ lục nữa cứ nơi trong ai cơ xa nâng yêu ơn ở đài nữa lục bán chlaoi bà mẹ sử dụng kê thà cơ rọt đại chia bà thiên về đại lịch mũi ban mộc xua khu nhóm thà ta nơi khu nông con rồi bỏ mất miên dùn đại rực tê bà miên sông ri cá đàm bấy bình chún tới thân nạ lỡ chặt cả khu nông con và rẻ khu nhóm khu miên dùn tê bần tái khôn ông con và rẻ lệch bí miên dùn rõ hai mà phây nẹ khôn ông bàn khơi kê chạp dùn trong sạp xe rụi bần đá tư xâm lạp cháu nơi tuôn tạ trống nơi chất nụm cõi lục xạ xây môn đi lục bàn cháu y tha lục bàn khơi kê chạp dùn nơi khôn ông con và rẻ lệch bí bí nẹ bần tái chấm lao để lục bàn cháu y nơi khôn ông cầm nọt hạt nơi bề đại kê tới sầm phía lục đòi phun là bao lục nước lục chảo tha bà hai mà phây nẹt nhưng chứng nhưng cho ngao lục cùng lực ca trong chạm là bao lục làng vĩnh tha pê núp lục ban khơi cây chập duôn lực nông con và đại lịch pi nữa còn mà nẹt ao bật bạc cót vì du lịch hỏi hôm nay tôi luộc sạch sấy nhưng mà nâng chia diêm lọc mọc xua xùm nuôi đi mà đón tiệt nơi bê đài luộc khơi cây chập ở chung triệt Việt Nam trên tới nước ta luộc khơi nơi cả lạnh nào đấy rồi đấy chợp nền á khơi cái chạp tàu tuôn tật trọng chết nôm còi thằng lấy phum nhầm ngài tịch chả khi mà trong xu lục chạy cả lại mình tịch sần ta nơi bây là lục hơn cái chạp mà nước nữa lục hơn cái chập từ bốn lắm khơi cả lại nơi cả lại ná chập nông phum nữa ấy rẻ pi chập nông phum rẻ pi nữa chào cún ta lục đấng thế than là ná chỉ nhẹ chặt chuyên chuyện Việt Nam tiếng ở luôn cồn cả ma với ba khăm mình mình cứ ở về thế
cho lúc chăm bán thế tha con của mà thì bác mình mấy nó cho mà chạm nó mau khnê bảo mạng nè. Buồn nẹ nữa ấy, chạp tàu, miền nát hiền thơ ấy vậy. Xong lúc chui riêng rộng tình mất hà nơi bê đã thương kê cho mà chạp nâng, ta sẽ cầm hiếm nâng kê thua dàng mạch đáy, hồi kê chạp nâng vô tạ đạn nơi cả lấy ná. Cái chấm bắn đá vô tàu lấy tàu. Nên tì cái lấy cái bị khiết nâng tù là trọng nâng ấy. Bà của đôi bộ. Ta bê đài con cà mau hồi bà khúc phô đấy. Cho mà chạp nâng miên à vụt mau cho mùi đài đi tế. Men, cầm phơi spray ô đây, bẩn bẩn này. Chỗ nẹt đại từ mình cầm bà nâng chập nâng ở cây miên tròn rồi cổ ao tàu thầm đa tứ. Chọn cái bớt đáy sạp gì. Cái chắp cái chọn à. Chọn môi môi đạch cái khní rồi có chọn dạng mạch đá chọp khní. Chọn môi môi. Mình chọn chọp khní đi. Nẹ bằng đào bì đâu. Lúc chăm bán thế tha, bê nâng kê dục anh mà chọn sạp xây của cột. Cần xảy. Chọn nâng cần xảy bằng đào đâu. Bên đây bản đào tranh tư nâng lục hà bản đào tư tư khẳng lệch hơi lục đấng đấy thang kê dục từ tục rồi có tư cả lạnh nà đấy. Khởi ta có ba nô tu là trọng vô tàu cả lạnh nhưng ai thân ạ lơ ghê nó nâng. Lúc đăng thế tha tuôn tạc trọng đại lục này dây tha nơi chất nụm coi nước miên tì tăng sự thật nước nông phùm khung hay sọc nà đá. Khung nhông là ngay. Kháng lịch. Rẽ nâng, nâng ai tu là trọng, kháng nùm còi. Chẳng trong xu lục bạch trẻ tha tu là trọng nâng cư thật nơi khăn ông phùm khung đài vừa rẽ đọc lục thật nơi đài lại nâng. Vì chung ta ban bay cái lô nữa. Nâu nông ấy. Vì khét nâu nông ấy.
lục xạ xây. Nhưng trong xu bà chạy lùng tích tha, khmênh đã chốt màu bần đào vô chương trình Việt Nam đã nơi khăn ông về rẹp bì để lục bàn rịp rõ muốn nè. Và lục đấng đấy tha, khmênh đã chia con cà mau bà chọn khu nữa. Cứ chia vô thiê, cứ chỉ con chả lát, cứ có chia nà nà đáy hay mau bị khang ná. Con vô thiê nấu chứ mọc nung cơ bơ nữa ấy. Cả nạ cung con ấy nữa. Ta rạ nâng khung phnom bâu nâu nâng thang cho một phnom cơ bơ nâng ấy. Chịt khnol nâng. Lục xạ xây lục ban prap tư ông xâm nạ ca tha nẹ đại kê bản đào dục tư hai khuyên xạ sọp nư. Tua tập trọng nó cứ dùn nơi khăn ông vừa rẹt lịch bì. Nhưng trong xu lục tha hai đồ vấy ban chỉ lục đăng tha nẹ đại trừ kê bản đá chanh hai khuyên xạ sọp nơi tua tập trọng nó. Chỉ chôn chịt Việt Nam rồi có chôn chịt dùn đại lục hàng nữa. Lưu kê tha ta khmau nâu nâng ấy. Lê kê ba nâu nâng ấy. Ta đo tu ta trọng bát luôn mau vinh ta tê đi. Nẹ bàn đào tâu. Ta bàn đào tâu hơi bà. Chúng chong xô lộp thành chết tê. Lộp. Để dây than nẹ đại kê bản đảo dọc tới nữa chìa dùn rồi có chôn chịt Việt Nam. Nhưng trong xua lô bà chạy tha hát ấy ban chìa lô hên dây tha bộ quạt nâng chìa chôn chịt Việt Nam. Thế bà chôn chịt Việt Nam nâu nâng khá mến. Bên đà tàu Việt Nam về bà lắm là mình đang cho mình ta lụng mình school nè na khá không chùm nào mà nước đại kê bên đà tàu nâng thế. Ất thì Ất school, rẻ khóc nè Ất school. Ta rẻ ánh school mà sọp không. Chúng muốn hình tích lục prap tư, ta là ca tha miên chuyên triệt Việt Nam nơi khăn ông phùm rồi bỏ lục nâng. Hồi school lại xa miên phụ quản nâng thì dây bày làm. Miên phẩm mà nẹ đáy tam tài lục trăm, tam tài lục đấng nữa. Nước nông phùm là bó lũng, đại chi chôn chịt Việt Nam. Rẹ nhóm miên là chân đi. Rẹ pi bàn miên chôn chịt Việt Nam. Miên phải bấy buôn cừu xa bằng năng ấy. Bây buôn cừu xa nâng bà sở rộp tức bà hai chưa bà mà nẹ lục chăm bà nế. Tầng ớt nâng nâng cừu xa bây buôn nâng. Mình nâng cừu xa thì miền bà mạng nẹ có như lâu chứ ngại cái này lên. Cần khơi cái tròn bánh đào tàu.
chúng mình bàn lục đăng tha miền ở bảy buôn cua xa nơi khăn ông và rẻ lệ pi nữa và chỉ chuẩn chuyện chuẩn. Bảy buôn cua xa cái vấn đề tàu nó thì chấp vấn đề tàu miền bảy buôn cua xa và mà cua xá miền mùi đấy cho nước phê đã kê chập bẩn đa dọc từ hàng lệch nâng lục miền ở ban đào tam rồi có ban từng mơ rồi có luôn mơ đa tế về để kê chập bẩn đa mà nước dọc từ phim nữa. Ọt bàn tổng mơ phliêm thế. Còn khởi kỳ bản đào tổng lấy dân ta thì màu bình đại tế thế. Tổng mơ khởi cho các bà là trù tổng trọng. Vì vô tổng bị khiết tình nâng ấy. Chúc bên ná ban lúc từ mơ khơi các ba nơi tu tập trọng nữa. Khóc nha bộ má này dạ bế vì lúc mơ khơi cái màn đá mà nữ hay ban lúc từ khơi xa xọp đẹp chỉ các ba nơi tu tập trọng nữa. Có bấy khơi nâu tu tập trọng này các ba. Nhưng trong đơn vì rẻ bế lục xạ xây ở lục tha lục khơi kê tròn mà nước hay bằng đào dược tử hồi cài mốt lục tha khơi xạ sọp đặc trực bàn mà nước nâng nơi tua tạp tròn nơi chật nụm cối. Nhưng trong đơn tha rẻ bế bằng má này cài bị lục bàn khơi kê bằng đào nâng hai bàn được khơi xạ sọp đặc trực bàn nâng vì khliết khơi bằng má mau bằng má tháng ngày bằng má là tất rực đáy. Luôn pi ngay ấy nữa. Nhóm đào tâu khơi cho các bà đó. Thì chọa xí ỏi. Mà luôn bàn pi tháng ngay bàn chỉ lột tạo đo tu tạ trọng nó hay khơi các bà. Nhưng chẳng phê đại lột tạo đo tu tạ trọng nó xông lột chui prap tạ lá ca mới thả lột khơi ấy cái khá hào giờ. Các bà sẵn hợp bài bản đây để lúc chăm bán nó chui riêng rồi và bật cả nâng tích nữa. Thân là bài cái vay này mà ngưỡng. Bê để lúc tự đo tôi tập trọng nâng lúc hơn xã sắp của mán. Của mán nè. Buồn nè. Chú sập hiệp xã sắp đại lục hơi những dạng mạch đáy. Hơm mà lùi ở hơi. Miền xạ sọp mà nước pro mà nước sợi cổ ma rồi mà nước chà đa tế là lục bàn khơi nhưng. Thông thông mai nữa mà. Miền đây miền bộ quân này hơi nữa.
lúc xạ xấy nhôm nâng ăn chầm lao rồi bỏ lộp đại lộp thua lọp cho lao chùm mùi nè sự bằng kết mà đón nó cả đại kê tư xâm thiết lộp nơi phùm bỏ lộp nữa cứ nơi ai cả xa y bấy lơ hà sập mùi chất sập rằm bấy yêu anh chế bì xa khám máy xôn xôn đọc rằm bún chất sập rằm bún đọc rằm mùi chế bì xa ông lế xôn xôn mập hay rằm bí sai sập mùi chất sập rằm bấy chế bì xa bà răng xôn xôn mập hay rằm bí sai sập mùi bẹt sập rằm lúc xã xây nơi bê đài kê cho tao xâm phía lúc ban cho lao y thà nhóm ban luôn mơ cần lại đài kê bản đào dùn tiếng lúc tư xâm lạp hai có ban khơi xã xọp mà nụ xây nâng cổ mà đài miên xa nam với trọng ba đào chông plan hai miên chiếm phía bênh cần lại nụ ri à xọp cổ má miên bạch ba đôi chìa kê bọc ba tư nâng cổ chờ cái bị ca sầm lấp yun mùi xài ní nhóm mình đài bờ tè khơi miền yun nơi sẽ soi tiệt tề lục xạ xây lục ban chao dùng mùi nặng sầm kê tha miền xạ sầm mà nụ xây nâng cổ má hai cổ má nâng bạch ba đôi bọc nâng cột chờ xôm ao lục chui điệp rọp bằng pi than đập hiệp bên nụ giang mạch đá về lục khơi nâng mây nâng giang mạch rồi cái chập tôi từng lập những tour từ trăng cái à khá nhiều mình đăng thế khởi từ cái mau bao qua trường qua ấy cũng đăng đây vừa khởi từ lề lề các ba này chờ mệt tịch nhở khá nhiều khởi toàn nhiều khởi cô cái chùa tôi từng lập đấy lúc này dây tha khá lúc khơi toán khá lúc khơi mình toàn kia dục tư xâm lạp trong xua bạch chạy lúc tha ta nẹ đại lúc khơi toán khơi nhàng bách hào giờ miên rương ở bấy cả lăng chúng phụ quận nó nhóm khơi toán chạp à bùn nẹ nâng vô tàu đi ăn tiệt thì tiệt nhom bàn khơi như phải khơi ta lìa các ba nó nưng rùa có bay theo khơi như lìa các ba nó nưng việc bình thân nưng ta tu là strong thì vô ta sân lập thân nưng hai lục ba này giấy tha miên khơi chiêm biết bình cần lại nơi tu ta strong nưng ta chiếm nâng lục khơi tràn thế hay nơi lơ xạ sọp mà nướng nâng tay mà đón rồi còn nơi cả lại na đá xong lục chui rịp rọp rập tà la cáp không có chiếm nâu nâng đây nâng ấy nâng ấy cái quay cái ấy tôi có mình đăng màn lụa mơ cái khai đèn còn là khơi cái chênh mà ra chốt cao y pê đại lục ban khơi ca chập luôn hai nâng cao một ban khơi xạ sọp nơi tuôn tạ trống ta lục miên thuộc ban khơi chun triệt Việt Nam nơi khôn ngon cả thàn, rồi còn nơi khôn ngon khung, khôn ngon khôn ngon về rẻ rồi bỏ lục tiệt tế, cày hạt cà để lục bán khơi nướng. Đã mất xã xây mà toàn xoay tóp, chúng chơi lưu bởi vì bây giờ có phế. Thank you, Mr. President. In my translation, I heard the witness say skeleton remains. The question back in the English translation is prosecution dead bodies. តែ
Technically, skeleton originates from dead body, but corpse's dead body skeleton remains is something different, and it's important because it takes a while for a skeleton remain to become a skeleton. It needs to be decomposing first, and in light of the time that you witnessed it, passed between him seeing the arrest and subsequently seeing the skeleton remains. Obviously, he didn't see decomposed bodies. So, I don't know, it might be an English translation issue, but I think there's a difference. I don't know, it might be an English translation issue, but I think there's a difference. I don't know, it មុននេះខ្ញុំបានកំពុងពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកសាក់សិយអំពីសាក់សពមនុស្សដែលស្លាប់ហើយគាត់ថាគាត់បានឃើញហើយឃើញ មានតាសាក់សពនឹងមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចដែរសពនឹងមានគ្រីមគេសន្លប់ហើយមានគ្រីមត្រកក្រអស់ហើយមានអីទៀត chúng miền ở xã sọp sen cầu thì xã sọp này đại miền than ở phía nơi ở tham ấy được gọi cọt sầm cò ban tha chi mà nụ phổ hiện na say pro mình chạy đại thế vậy tham ấy đại là tự tài nâng sập lập làm phôi soi lui ấy miền hiền đào từ chết này nè chỗ cày pe đài lục ban khơi pì ca chập luôn bản đa mình nước vô tư hơi cày móc khơi nhờ xạ sập đài soi đồ lui đài nơi tui ta tròn nắng ta nơi khnông con rồi bỏ lô rồi còn nơi khnông con và đẹp tí nước miền chuyên triệt Việt Nam đặt tay xem tiện nơi xe sò thế hoạt miền chuyên triệt Việt Nam sò đây kỳ chạm ở hơi miền nào lục xạ xấy ta vật thiên con rồi bỏ lô cứ có miền thân nạn lơ na môi rồi bỏ lô nơi không đồng bò rồi bỏ lô nước miền đai thuộc bình dối bình mù là hạt ở với ban chìa kê chập chìa chuân Việt Nam dọc từ thế mình là miền mù là hạt ấy nhưng mình đằng này khởi từ cái chạp chuồn chiệt miền nam cái chạp đang thằng mua ruột mua hết ấy và nhiều nấu cỏng thì để hiền xu đánh đào cái rồi là vô luôn ai này nữa. Cho ca nâng bật thiên con rồi có bật thiên và rẻ bỏ lộn nó ngọt đai bạp lộn tha ưu là hai đấy ban chỉ trừ ở mà xua lộn tha nơi không còn bỏ lộn miền chuyên triệt Việt Nam hay hai đấy ban chỉ miền ca chạp chuyên triệt Việt Nam là hốt ọc thì con rồi bỏ lộn nơi không còn và rẻ bì nâng gọt miền xo lên chứng lộn miền đai đâng rồi có quạt miền đai bình dối bạp lộn đấy mình đánh đau cái phong
sụp đánh đáo nằm ta dạp để luôn ảnh sẵn lập nước miền mệt ta dạng ý là đánh đáo với á. Lộn đi dây tha sẵn lập nước miền mệt ta nó lộn trong đi dây đo nẹ ná. Trong nâng bên đại miệt miệt ta dưỡng. Bảo từng dục từng ngày. Chân lục xạ xấy xôm ọc cún, xôm ọc cún lưu bất thiến. Nhưng mình chọc dùm đồ bọc nhóm hai xôm tê vi tì ca này bần to từ sạp đình nhà ăn trại chiến. Merci, bon après-midi, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, bonjour à toutes les parties. Monsieur le témoin, mon nom est Vincent De Wilde. Je vais poursuivre avec certaines questions. Tout d'abord sur le sujet de ces arrestations, l'exécution des Vietnamiens. J'ai quelques questions supplémentaires à vous poser. Vous avez dit que dans votre bataillon, il n'y avait que des Chinois, il n'y avait pas de Vietnamiens. C'est ce que vous aviez dit à votre chef. Qu'est-il arrivé aux Chinois? Est-ce qu'eux-mêmes ont été arrêtés ou bien, au contraire des Vietnamiens, ils ne l'ont pas été? Bien, je voudrais revenir alors aux chiffres que vous avez donnés. Au début, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de Vietnamiens dans le bataillon 2. Et par la suite, vous avez précisé qu'il y avait 3 ou 4 familles de Vietnamiens. Est-il possible que dans le total de personnes dans ces 3 ou 4 familles pouvait s'élever à 20 personnes? บ่ายบุญครัวซาเนาะบ่ายังกึดเติ้บ่ให้จะมีจํานวนมนุษย์คือ 20 เนี่ยตรําตรึ้ยเด้มันดอล 20 เด้บ่ายบุญครัวซาเนาะมันครัวซามีประมาณเนี่ย 3-4 เนี่ยเนาะ Si j'ai bien compris, vous avez vu deux Vietnamiens être arrêtés, vous les avez vus vous-même. Mais vous nous dites qu'il y avait probablement plus de 10 Vietnamiens dans le bataillon 2, si je compte 3 ou 4 familles et 3 ou 4 personnes par famille. Qu'est-il donc arrivé aux autres Vietnamiens, ceux que vous n'avez pas vus être arrêtés ou emmenés? Mais vous avez dit tout à l'heure que vous ne les aviez plus revus dans le bataillon 2. Est-ce que quelqu'un dans votre village, dans le bataillon, les autorités, vous ont dit ce qu'il était arrivé au Vietnam? Je voudrais revenir alors aux quatre corps que vous avez vus dans la forêt, à Tul Ta Trong.
À quelle distance étiez-vous des corps quand vous les avez vus? Pe de lok khoeng sak sop nung a lok neu chamngai ponman pi sak sop dai. Phai 10 mét dai ni ruo ka bai ta chuop. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir vu tous les corps qui se trouvaient à cet endroit ou bien étiez-vous trop loin? Lok khoeng sak sop teang oh nai kalai nung ru ko lok nai chngai pech lok meu mon khoeng chbas te khoeng tae sak sop muoy chumnuon tae pano. Ba meu mon chbas khoeng te panang ai. Vous avez vu deux personnes être arrêtées et emmenées dans cette direction, et puis vous avez vu quatre corps. Est-ce que ces quatre corps étaient toujours revêtus de vêtements? Est-ce que vous avez reconnu, est-ce que vous avez pu les reconnaître étant donné l'état de décomposition des corps? Est-ce que vous avez pu identifier le fait que c'était bien les corps des Vietnamiens qui avaient été emmenés? Mơ bị chừng ngày đấy nó hiện xạ xóm đào từ chiệt hồ có bay từ bơ với cái bay nhau mình đăng thế. Tout à l'heure, on vous a demandé si vous avez vu identifier des corps d'enfants. Vous aviez déclaré au juge d'instruction que vous aviez vu des corps d'enfants dont les crânes étaient fracassés. Je vous repose la question de savoir si, oui ou non, vous avez vu des corps d'enfants à cet endroit, dans Tul Ta Trang. Chặt nằm nay tôi là chặt chài rồi. Xả chọn cái chào này. Nhưng mà tôi bị nết lỡ rồi. Juste pour essayer de clarifier encore une fois, vous avez tout à l'heure parlé de beaucoup de cadavres. Là maintenant, vous dites un grand nombre de cadavres. Est-ce que pour vous, 4, le chiffre 4 est un grand nombre ou un petit nombre? Donc si je comprends bien, vous avez vu d'une part des ossements et des crânes et d'autre part des cadavres en décomposition qui étaient gonflés. Parce que je comprends bien qu'il y avait deux types de cadavres sur place. មានន័យថាជាស្ថានភាពពីរខុសគ្នាលោកបានឃើញសាកសពស្អុយរលួយនិងមួយទៀតគឺលោកបានឃើញឆ្អឹងនិងរលាក្បាលមែនទេ?
D'accord, alors pour essayer encore de préciser combien de cadavres étaient gonflés et combien de crânes avez-vous vu avec des ossements. Donc les deux catégories de cadavres que vous avez vus, combien y en avait-il dans chaque catégorie? Donc d'abord ceux qui étaient gonflés et ceux qui étaient déjà secs. Mien là na ban rợp khơi soi lũi đào chèn này nữa mien rợp ai cản Donc quand vous avez parlé du chiffre 4, c'était, si je comprends bien, 4 cadavres en décomposition. D'accord, et donc nous avons bien compris que tous ces crânes, vous ne les avez pas comptés. Une dernière question sur ces Vietnamiens. Les autorités de votre bataillon, de la commune, du district, ont-elles jamais qualifié les Vietnamiens d'ennemis du régime? Est-ce qu'on vous a parlé du fait que les Vietnamiens étaient des ennemis? Bien, avant la pause, je voudrais commencer alors à vous parler d'un autre sujet. C'est celui du barrage de Camping Poi. Vous avez en fait parlé de la construction de ce barrage aux enquêteurs des juges d'instruction. Est-ce que vous pourriez nous parler très brièvement de l'importance de la taille de ce barrage de Camping Poi, juste pour nous donner une idée? Hơi bay cả lô pi phun cả bộ tàu toàn cả pin bụi bay cả lô cả lạc Est-ce qu'il y avait des digues? Est-ce que l'étendue des travaux était comprise sur plusieurs kilomètres ou plusieurs centaines de mètres? Merci, Monsieur le Président. J'attendais de voir la deuxième question de Monsieur le coprocureur pour savoir où il allait en venir. Je crois comprendre de ces questions qu'il entend parler du barrage de Camping Pui qui, a priori, ne se trouve pas dans le champ du procès 02-2. J'objecte à cette ligne de questionnement si Monsieur le coprocureur entend poursuivre. Monsieur le Président,
Je voudrais répondre. En fait, c'est juste une question introductive. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui a visité ce barrage, qui est notamment le client de ma consoeur ici présente. Donc, je ne vais pas insister outre mesure sur la réalisation du barrage, mais plutôt simplement avoir une ou deux questions introductives et puis me concentrer sur les éventuelles visites de dirigeants ou de délégations étrangères. Oui, Monsieur le Président, si ce barrage n'est pas dans le champ du procès, je ne vois pas en quoi l'éventuelle visite de dirigeants serait également dans le champ. Donc, je demande simplement qu'on s'intéresse à ce qui concerne le champ du procès. Monsieur le Président, il s'agit du rôle de l'accusé, de sa présence sur le terrain. C'est un exemple parmi d'autres de barrages qu'il aurait pu visiter, comme celui d'ailleurs de Trapintma ou d'autres. Il s'agit d'établir le rôle de l'accusé dans ce cas-là. Bien sûr, ces questions feront partie du champ de votre procès. Monsieur le Président, il s'agit du rôle de l'accusé dans ce cas-là. បាទអង្គជំរះសម្រាប់ថាបដិសេធនៅក្នុងចំទាស់របស់មេធាវីការពារក្តីលោកខៀវសំផនក្នុងការចំទាស់ទៅនឹងការតាំងសំណួចរបស់សហប្រញ្ញារងអន្តរជាតិឬសហសៃរូបនេះដែលថាគូបំដៅនៃការតាំងសំណួចនេះគឺមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយហើយនឹងតួនាទីរបស់ជំនួយចាប់ចោតទន្ទឹមនេះដែរអង្គជំរះសូមជម្រាបទៅខាងសហប្រញ្ញារងអន្តរជាតិថាគាត់បីកំហិត នៅសំណួរដែលតាំងសំណួរនេះចំពោះសាក់សៃក្នុងករណីលក្ខខណ្ឌនៃការរដ្ឋានទំនប់កពីងពួយនេះដើម្បីជៀសវាងថាដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅក្រៅអង្គហេតុដែលវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងវិសាលភាពនៃការដំណោះស្រាយដែលអង្គជំរះកំណត់ធ្វើសម្រាប់ការ Merci, Monsieur le Président. Juste une autre question à ce propos-là. Est-ce que ce barrage de Kamping Pui était-il aussi connu ou appelé barrage du 17 janvier? Est-ce qu'il n'y avait qu'un seul barrage dans à cet endroit à Kamping Pui? Est-ce que des dirigeants Khmer Rouge ou des délégations étrangères sont-ils venus visiter le site de construction du barrage de Kamping Pui? En avez-vous connaissance?
អរគុណឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយហើយមានប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 3 សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាការត្រូវរួមផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់ក្នុងចាំសម្រាប់សាក់សីដល់សាក់សីរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលជួបសម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកចូលនៅកាន់កន្លែងផ្ដល់សកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង 3 សម្រាប់ចុះ